ngài đi xa gia sắp ta về ra su khi nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape Uttaraya Anudisa Yasata Avera Sukhi Hontum. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sape Uparimaya Disa Yasata Avera Sukhi Hontum. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho sự yên vui. Sabbe sata avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhya pacha hontu anikha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampati hisamichantu sukhi atanang pariharantu dukha pata chani dukha phaya pata chani phaya soka pata chani soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Phật Thà Giá. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước này đến với đạo tràng, đồng đều nhau cả thảy. Và bây giờ là 4 giờ 26 phút sáng giờ Việt Nam. Vẫn còn 4 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Con kính lễ chư tăng, kính chào quý vị đạo hữu có mặt trong đạo tràng. Kính chào cô Kim, cô Huyền Mộng, cô Thi An Lạc. Kính lễ sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, sư Thành Kiểm, sư Thành Thủy. Con kính chào cô Meta, con kính lễ cô Như Pháp. Kính chào đạo hữu Hoa Tím, đạo hữu Giang Nhật Hà. Con kính lễ sư Thành. Không biết sư đã có mặt trước máy hay chưa, nếu có cho con bàn tay tín hiệu, con kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình học câu kinh pháp cú sáng nay. Dạ sơ thú, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính lễ để đức phước thạnh, để đức phước sang. Xin chào cô tôn nữ Như Pháp. Xin chào huynh Tinh Ngộ, sư Thần Thủy, sư Mê Ta, sư Huyền Mộng, sư Hoa Tím, sư Thi An Lạc, huynh Giang Nhật Hà, sư Hạnh Kiểm, sư Kiểm và sư Tờ Man. Quý vị nghe âm thanh rõ rồi, sa thú sa thú. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 160. Trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt thù ma he si giả rằng ta thài các tù lù của ta mù sắc bá gá rù huy chệt thác cù lù cá sơ sát thài cho nó đầm mất phù quý đồ hoành đà mất hành tầng nó rác phù cha này giác cần
Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường nhớ chủ trí năng vô lượng. Từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo, dân luôn thoát trần, còn truyền đại lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ yá tá sa sát tu nô lô ca nó mình thá sa vi na ca rô cô sắp bình dù quyết thấp bất đi phù thí sanh nhá tu hoàn đà mở hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng, như lai xuê sáng vẹt màng vô minh, phá tan làm lạc dụng sinh, đầy vận thuật tổ hố quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khu với số thù chú với ta xa xa quốc vô thích thà chú tà mô quá thất thầm mất thích khắp vô niên đà với sân xa đi á nà đá rù quá vô quanh đà mất hình tăng ná ra phù. Cái này giác cần tăng bảo trên ngôi mật đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin đại lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratanatayate che na sikha me e tu wa tha nang ta sa vi a nu pa we na sa ha sa ye na sa cha tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học hôm nay. Atta hi atta nu na thù. Atta hi atta nu na thù. Atta hi atta nu na thù. Câu số 2. Cô hi na thô pa rô si ya. Cô hi na thô pa rô si ya. Cô hi na thô pa rô si ya. Giờ chúng ta ôn hai câu này. Atta hi atta no na thô. Cô hi na thô pa rô si ya. Atta hi na. À, xin lỗi, thấy có người vô giúp mình. Atta hi atta no na thô ko hi na thô pa ro si ya. Atta hi atta no na thô ko hi na thô pa ro si ya. Thêm lần nữa. Atta hi atta ta nô na thô cô hi na thô pa rô si ya. Bây giờ cô ba cô bốn ha. At ta na wa su đan tê na. At ta na wa su đan tê na. At ta na wa su đan tê na. Rồi cô cuối cùng. Na thần la phát tị đùn la phần. Na thần la phát tị đùn la phần. Na thần la phát tị đùn la phần. Rồi ôm lại câu 3, câu 4. Ách các nà quá sư đành tề. Na nà thần la phát tị đùn la phần. Ách na quá số đành tề na na thần la quá tị đùn la phần. Atta na quá số đành tề na na thần la quá tị đùn la phần. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bài. Atta hi atta no na thô cô hi na thô pa rô si ya. Ta na quá su đần tề na na thần la pa ti đùn la phần. Atta hi atta no na thô cô hi na thô pa rô si ya.
ta na wa su dan te na na phang ra pa ti dun ra phang. À, còn một cách đọc nữa tương đối dễ hơn cái cách đọc vừa rồi. Ất ta hi ất ta nu na thu cu hi na thu pa ru si ya. Ất ta na wa su đan te na na thằng la pha ti đun la phăng. Đọc lại cái thứ hai ha. Ất ta hi ất ta nu na thu cu hi na thu pa ru si ya. Ất ta na wa su đan te na na phăng la pha ti đun la phăng. Như vậy thì cách đọc thứ hai này tương đối dễ hơn ha, bởi vì cuối câu số 2 nó là trường âm, chính trường âm, như vậy cho nên chúng ta dừng lại đó. Rồi bây giờ trong cái lô kệ cũng vậy, một câu 8 từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4 và cố gắng đọc một lần 2 câu ha, để nó nương nhau cái âm điệu. Atta hi atta no na thu ko hi na thu ba ro si ya. Atta na wa su dan te na na thang la pha ti dun la phang. Atta hi ta nô na thu cô hi na thu pa ru si ya. An ta na wa su đan te na na thang la pha ti dun la phang. Thêm lần nữa. Atta hi atta no na thu ko hi na thu pa ru si ya. Atta na wa su dan te na na thang la pha ti dun la phang. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Rồi mời Sik Meta Sik Kim ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Kim cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ cảm ơn cô Đồ Men. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng với quý sư, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu Phật cú 160. Atta hi at ta no na tho ko hi na tho ba ro si ya. Atta na wa su dan te na na thang la pha ti dun la phang. Dạ con xin phân tích. At trường âm nhấn, ta âm thông thường, hi đoạn âm, at trường âm nhấn, ta đoạn âm, no na tho là ba trường âm thông thường, cô trường âm thông thường, hí đoạn âm, na thô hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, rô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Át ta hí át ta nô na thô cô hí na thô ba rô xí gia. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ách trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá số hai đoạn âm, đan trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, na đoạn âm, na trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá phá tí là ba đoạn âm,
Đun, trường âm nhấn. Lá, đoạn âm. Phăng, trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Atana vasudante nana thang la phati đun la phăng. Để con đọc lại từ đầu. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya. Atta na wa su dan te na na thang la pha ti đun la phăng. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya. Atana wasu dan te na na thang la pha ti đun la phăng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Atta hi atta no na tho cô hi na thô ba rô si ya. Atta na wa su đan tê na na thăng la pha ti đun la phăng. Dạ con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng như quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho con. Xin mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Phước Thạnh, sư Phước Khang, các cô, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cảm ơn cô Meta, cảm ơn The Man cho tín hiệu nghe rõ. Bữa nay có thắp nguồn Lào Cai không vậy ta? Nhưng mà hai người nghe rõ là được rồi. Dạ. Con xin trả bài kinh pháp cú số 160. Atta hi atta no na tho ko na tho pha go si ya atta na wa su dam te na na thang la pha ti đun la phăng. Atta hi atta no na tho ko hi na tho pha go si ya atta na wa su dam te na na thang la pha ti đun la phăng. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Ắt trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, hí đoạn âm, ắt trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô na thô ba trường âm thông thường. Câu số 2. Ai, trời ơi, sư đụng với cái sao nó làm thêm nữa màn ảnh này trời. Khô trường âm thông thường, hí đoạn âm, na thô hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, rô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Atta hi atta no na tho kho hi na tho pha rô si ya atta na wa su đầm tề na na atta na wa su đầm tề na na thằng la pha ti đùn la phằng. Atta hi atta ta no na tho kho hi na tho pha ro si ya atta na wa su đầm tề na na thằng la pha ti đùn la phằng. Phân tích câu số 3 về ác trường âm nhắn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá số hai đoạn âm, đâm trường âm nhắn, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Câu cuối cùng hay câu số 4, na trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá phá tí ba đoạn âm, đùn trường âm nhắn, lá đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Attana wasu dan te na na thang la pha ti đun la phăng. Atta hi attano na tho kho hi na tho pha ro si ya
Atana Vasudam Te Nana Thang Lapati Dun Lapang Atahi Atta Nonato Kohinato Kagosiya Atana Vasudam Te Nana Thang Lapati Dun Lapang Atta hi atta no na to kho hi na to pa go si ya atta na wa su dam te na na thang la pha ti đun la phang. Tự mình, y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu kinh Pháp Cú 160. Ơi trời ơi, đại. Cảm ơn Hòa Tím, Hòa Tím con mình Hòa Tím nghe cô Mít Trà rồi đồ men Giang Nhất Hạ. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua cùng vỗ tay vỗ chân. Nhưng mà con thưa các sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử, thấy con có đọc sai cái gì thì cho con biết để con được sửa. Con xin cảm ơn ạ. Và con mời người khác kế tiếp, con không biết ai nữa. Con xin mời người kế tiếp, chúc quý vị được một ngày an vui và may mắn. Hello, dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con cảm ơn cô The Man, cô Metta. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đảnh lễ Sư Trí Đức. Quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 160 ngày hôm nay ạ. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya. Atana wasudante nana thang lapidun lapang. Atta hi atano na tho ko hi na tho baro siya. Atana wasudante nana thang lapatidun lapang. Con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Atta hi atano na tho ko hi na tho baro siya. At là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, ách là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, nô, na, thô là ba trường âm thông thường, cô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, na, thô là hai trường âm thông thường, bá là đoạn âm, rô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, gia là trường âm thông thường. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya. Dạ câu số 3 và câu số 4. Atta na wa su dan te na na thang la pha ti dun la phang. At là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, na là trường âm thông thường, quá su là hai đoạn âm, dan là trường âm nhấn, te là trường âm thông thường, na là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá, phá, tí là ba đoạn âm, đun là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, phăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Atana wasudante nana thăng la phati đun la phăng. Dạ con xin đọc lại ạ. Ta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya. At
tana vasudante nana thằng la phati dun la phăng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác. Nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Attahi atta no na tho ko hi na tho baro siya. Atta na wa su dante na na thang la fa ti dun la phang. Attahi atta no na tho ko hi na tho baro siya. Attana vasu dante na na thang la pha ti dun la phang. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác. Nhờ khéo được điều phục, được y chỉ khó được. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai, nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin kính mời cô The Man ạ. Alo, 1, 2, dạ chào con xin kính lễ quý sư, con xin kính lễ các cô tu nữ, con xin kính chào quý vị trong đạo tràng, con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 160. Atta hi atta no na tho ku hi na tho ba ro si ya, atta na vasudante na na thang la pati dun la pang. Con xin phép được đọc và phân tích cách đọc câu 1 và câu 2. Atta hi atta no na tho ku hi na tho ba ro si ya. At là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, hi là đoạn âm, at là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, o na tho ku là 4 trường âm thông thường, hi là đoạn âm, na tho 2 trường âm thường, bá đoạn âm, rô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Attana vasudante nana thang la pati dun la phang. At là trường âm nhấn, tá là trường âm thông thường, na là trường âm. At là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, na là trường âm thông thường. Vá xú là 2 đoạn âm, đan là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, na là trường âm thông thường, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá là đoạn âm, phá là đoạn âm, tí là đoạn âm, đun là trường âm nhấn, lá là đoạn âm, phân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại nguyên bài. Atta hi atta no na to ku hi na to ba ro si ya. Atta na vasudante na na thang la pati dun la pang. Atta hi atta no na to ku hi na to ba ro si ya. Atta na vasudante na na thang la pati dun la pang. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác. Nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Và con xin phép kệ. Atahi atta no na tho ku hi na tho ba ro si ya. Atana va su dan te na na thang la pha ti dun la pang. Dạ. Con xin xuống mít, và dạ, con có sai chỗ nào xin chư sư và dạ, chư vị đạo hữu trong đạo tràng sửa chữa giúp cho con. Con xin mời vị kế tiếp. Yeah, and
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Trí Đức, Sư Phước Sang, Sư Thạnh, kính lễ quý cô tu nữ, cô Như Pháp và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, tự nhiên đảnh lễ, tự nhiên chào, chứ tự nhiên chưa thấy bài học cho nên bị nào bót bài dành được. Nha, viện nào bóp bài được cho tự nhiên xin bài học, chứ có bài học đâu mà đọc. Alo, alo, tự nhiên Nhật Hạ bóp bài được không? Chị Kiếm bóp. Chị Nít Ta, dạ chị Nít Ta. Ơi, không thấy bài học rồi làm sao bây giờ? Viện nào có thấy bài học thì hạnh kiểm đọc chưa? Dạ, cảm ơn Thanh Thị. Dạ, tự nhiên xin đọc bài học Pháp Cú Kinh số 160. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na vasudan te na na thang la phati dun la phang. Trường âm nhấn ta, trường âm thông thường, hí đoạn âm, áp trường âm nhấn, tá đoạn âm, nô na thô ba trường âm thông thường. Đoạn 2, cô trường âm thông thường, hí đoạn âm, na thô hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, rô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường. Đoạn 3, át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá xú hai đoạn âm, đanh trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm. Đoạn 4, na trường âm thông thường, thăng trường âm giọng nguyên âm, lá phá tí ba trường âm thông thường, ba đoạn âm, đun trường âm nhấn, lá đoạn âm, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na vasudan te na na thang la phati dun la phang. Atta hi atta no na tho ko hi na tho ba ro si ya atta na vasudan te na na thang la pha ti đùn la phằng. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kệ. A ta hi a ta no na tho ko hi na tho ba ro si ya a ta na wa su dan te na na thang la pha thì đun la phăng. A ta hi a ta no na tho ko hi na tho ba ro si ya a ta na wa su dan te na na thang la pha thì đun la phăng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, cảm ơn Thanh Thủy đã post bài. Dạ, bây giờ thì Duyên đã đọc xong, đã thấy tín hiệu của Hành Kiểm. Dạ, mời Hành Kiểm ạ.
Dạ Nam Mô Ông Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Pháp, ơn Đức Pháp, con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng, dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn cô tu nữ tại duyên. Dạ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 160. Ác tà hi ác ta nô na thô cô hi na thô bát rô si già át ta na wa su đàn tề na na thằng ra pha ti đồn lặng át ta hi át ta nô na thô cô hi na thô bát rô si già át ta na wa su đàn tề na na thằng ra pha ti đồn lặng. Xin phân tích câu 1, câu 2. Ác tà hi ác tà nô na thô cô hi na thô bát đồ si già. Ác là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, hi đoạn âm, ác trường âm nhấn, tá đoạn âm, na nô, nô na hai trường âm thông thường, nô na thô ba trường âm thông thường, cô trường âm thông thường, hí đoạn âm, na thô hai trường âm thông thường, bá đoạn âm, rô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường, át tà hí át tà nô na thô cô hí na thô bá đồ xí già. Dạ con xin phân tích tiếp câu 3, câu 4. Ác trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá số hai đoạn âm, đan trường nhấn, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, na trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá phá tí ba đoạn âm, đôn trường âm nhấn, đá đoạn âm, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Át ta na wa su đàn tề na na thằng pha ti đùn la thằng. Dạ con đọc lại. Át ta hi át ta nô na thô cô hi na thô bát đồ si già. Át ta na wa su đàn tề na na thằng la pha ti đùn la thằng. Tà hi át ta nô na thô cô hi na thô ba rô si già át ta na wa su đàn tề na na thằng la pha ti đồn la phằng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Át ta hi át ta nô na thô cô hi na thô bà đô si già. Át ta na wa su đan tê na na thăng la pha ti đô la phằng. Át ta hi át ta nô na nô cô hi na thô bà đô si già. Án ta na wa su đàn tê na na thăng la pha ti đồn la thăng. Dạ con phân tích đọc và kể xong rồi. Con có chỗ nào sai con kính xin quý sư quý nữ và quý đạo hữu trong đạo tràng sửa sai cho con ạ. Dạ con xin trao mít là cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ.
Dạ alo, dạ dạ kính chào quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Sáng nay con xin đọc bài kinh Phật Cú 160. Atta hi atta no na na tho ko hi na tho pa rosiya atta na qua studenten na na thang la ba phát tí du lát phăng atta hi atta no na tho ko hi na tho pa rosiya atta na qua studenten na tena na thang la phát tí du lát phăng nha. Sao không xin phân tích ạ? Trường âm nhấn ta, trường âm thông thường, hí đoạn âm áp, trường âm nhấn tá, đoạn âm nô, la thô, rồi ba trường âm thông thường, cô là trường âm thông thường, hí là đoạn âm na thô, và hai trường âm thông thường, tá đoạn âm rô, trường âm thông thường, xí đoạn âm gia, trường âm thông thường, ác, trường âm nhấn, tá, đoạn âm, la, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, xú, đoạn âm, đơn, trường âm nhấn, tê, trường âm thông thường, la, đoạn âm, na, trường âm thông thường, thăng, trường âm, đọc sẽ giống như âm là bằng lá phát tí là ba đồng âm du là trường âm nhấn lá du trường âm nhấn lá bằng âm phân là trường âm đọc sẽ giống như âm này atta hi atta no na tho ko hi na tho parosiya atta na qua studente na na thang lap phát tí du lap phăng. Dạ, sau này xin xin đọc kệ. Atta hi atta no na thu chưa vô được rồi. Atta hi atta no na thu ko hi na thu alo si ya atta na pa studente na na thăng la phát tì du la phăng. Dạ sau đây con xin trả mít lại ạ.
Alo, 123, 123. Quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Quý vị cho xin dùm bài học rớt mạng. Rồi mất bài luôn rồi. Alo. Quý vị xin lại bài học đi. Bị rớt mạng, mất bài luôn rồi. Vị nào post ra bài học lên dùng. Rồi. Rồi, chào thú, chào thú, chú Thân Thủy. Rồi, bài học có rồi. Bây giờ trong đạo tràng của chúng ta ai chưa đọc? Có vị nào chưa đọc? Sư Quang Thanh đọc chưa ạ? Nói sao bỏ chạy mất tiêu rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta đi vào ý nghĩa tự vận ha. Sư Quang Thanh, alo, Sư Quang Thanh đọc chưa? Chưa đọc thì đưa tay lên đọc ha, Sĩ Quang Thanh. Rồi, chúng tôi đưa bài lên lại. Như vậy thì bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa tự vận ha. Câu Phật ngôn này có một duyên sự rất là hay. Câu đầu tiên, Atta hi atta no na tho. Atta hi atta no na tho. Chữ atta do cái từ atta, do từ atta có nghĩa là bản thân, chính mình ha. Rồi chữ hi, chữ hi là thật vậy, thật vậy. Atta no là của mình ha, atta no. Rồi na thô, từ na tha, na tha là một danh từ nam tính, ác lâm tác vùng lùng ga. Và chữ na tha này được chia theo chủ cách số ít mà tham an e câu với chân áo quyền phát tí, cho nên na tha biến thành na thô. Na thô là vị cứu tinh, người bảo hộ hay là vị thầy ha. Chữ na thô là vị thầy, là người bảo hộ hay là vị cứu tinh. Vậy thì cái câu đầu tiên này, Atta hi atta no na tho, chính mình là người bảo hộ cho mình, hay là chính mình là vị thầy của mình. Rồi bây giờ qua câu số 2. Ko hi na tho pa ro si ya. Chưa có tín hiệu âm thanh nữa. Alo, quý vị nghe rõ không ạ? Tại sao chưa có tín hiệu âm thanh? Alo, alo, quý vị nghe rõ chưa? Quý nhân Nhật Hà nghe rõ này. Có tôi nói tự duyên phá đám không ạ? Người ta nói bất mệt thì nó không nghe gì hết. Chạy ra ngoài đi, rồi chạy vô lại. Rồi tự duyên ơi. Rồi, trời ơi, còn đưa hình ảnh lên chi vậy không biết nữa. Câu số 2. Cô hi na thô pa rô si ya. Cô hi na thô pa rô si ya. Chị cô do đại từ kinh. Ở đây có nghĩa là người nào hay là ai. Cô là người nào, là ai. Chữ hi thật vậy. Chỉ na thô, na thô là vị cứu tinh, người bảo hộ, vị thầy ha. Rồi chữ ba rô, ba rô do cái từ ba ra, đây là một tính từ ha. Và chữ ba ra này được chia ra chủ từ số ít và tham ái cấu cho nó bị phát đi, cho nên chữ ba ra biến thành ba rô. Ba rô là người khác, ba rô là người khác. Và chữ cuối cùng là chữ si ya.
Siya nghĩa là nên, là nên là Siya ha. Vậy thì cô Hina Thu Paro Siya, người khác có thể là người bảo hộ cho mình là ai? Người khác có thể là vị cứu tinh cho mình là người nào đây? Rồi bây giờ qua câu số 3. Attanawa sudantena. Câu số 3. Chữ attanawa do từ attana cộng với quá. Chữ attana, attana là bản thân, và quá ở đây có nghĩa là ewa. Ewa ở đây là một bất biến từ, có nghĩa là chỉ về hay là hướng về. Và chỉ về hướng về ai? Chỉ về chính bản thân này. Chính cái bản thân. Rồi Sudantena, ở đây chúng ta thấy tiếp đồng ngữ su ở phía trước, nghĩa là khéo léo, tốt đẹp. Và dantena do con ngữ đầm, có nghĩa là thu thúc, kiểm soát. Vậy thì Sudantena là khéo kiểm soát, khéo thuần phục, khéo kiểm soát, khéo thuần phục. Rồi qua câu cuối cùng, để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Na thân la phát tị đùn la phần. Chữ na thân do cái từ na tha, nó là một danh từ nam tính ha. Akranta cùng linh ga. Và chữ na tha này được chia theo đối cách số ít đô tỷ gia quỷ phát tị e ca quá trà na. Cho nên na tha biến thành na thân. Na thân là người bảo hộ, vị thầy, vị cứu tinh ha. Rồi chữ lá phát tí, cái động từ số này có nghĩa là thu hoạch hay là đạt được. Lá phát tí, thu hoạch hay là đạt được. Rồi chữ cuối cùng đun la phần, chúng ta thấy tiếp đường ngữ đú ở phía trước, có nghĩa là khó, là xấu, khó, xấu. Và chữ lá phần do cái từ lá phá, lá phá nó là một danh từ nam tính. Rồi ta làm loạn cái con này. Ơi quý vị thông cảm nha, chữ lá phá nó là một danh từ nam tính nha. Akranta pumringa, lá phá có nghĩa là việc thu hoạch, việc gặt hái. Và có chữ đú ở phía trước thì nó có nghĩa là sự đạt được khó khăn, việc khó thu hoạch, việc khó gặt hái. Rồi bây giờ câu 3, câu 4, hai câu này có ý nghĩa sao? Atana vasudante nana thần lapati dun la phần. Do chính bản thân đã khéo được thuần phục thì đạt được người bảo hộ là sự đạt được khó khăn. Ý nghĩa hai câu này nha. Do chính bản thân đã khéo được thuần phục thì đạt được người bảo hộ là sự đạt được khó khăn. Rồi câu Phật ngôn 160 cho chúng ta một ý nghĩa. Chính mình là người bảo hộ cho mình. Người khác có thể là người bảo hộ cho mình là người nào đây? Do chính bản thân đã khéo được thuần phục thì đạt được người bảo hộ là sự đạt được khó khăn. Rồi chúng ta xin lặp lại ha. Chính mình là người bảo hộ cho mình.
Người khác có thể là người bảo hộ cho mình là người nào đây? Do chính bản thân đã khéo được thuần phục thì đạt được người bảo hộ là sự đạt được khó khăn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: tự ta nương tựa cho ta, có ai nương tựa gần xa mà cầu, tự mình điều phục làm đầu, nương tựa khó được tu lâu thành toàn. Tự ta nương tựa cho ta, có ai nương tựa gần xa mà cầu, tự mình điều phục làm đầu, nương tựa khó được tu lâu thành toàn. Rồi Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn: tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Trong phần từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Bây giờ chúng ta hãy đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn này có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Khi mà Đức Phật Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên thì Ngài có đề cập đến một cái vị trưởng lão gọi là Kumara Kassapa. Kumara là đồng tử ha. Kassapa là ca diếp, gọi là ca diếp đồng tử. Mà tại sao có vị trưởng lão trong này nhỏ như vậy, tại sao gọi là trưởng lão? Điều này quý vị nên nhớ, trưởng lão là ám chỉ cho những người có một cái chiều sâu về giáo pháp. Mà chiều sâu về giáo pháp ở đây chứng tỏ những cái vị trẻ này đã là những vị thánh chứ không phải còn phàm nữa ha. Quý vị biết vị này 7 tuổi đi tu, 12 năm sau, tức là 19 tuổi, đã là một cái vị thánh tăng rồi. Đây là một cái điều đặc biệt ha. Mẹ của trưởng lão Kumara Kassapa là con gái của một ông bá hộ ở trong thành Rajagaha. Khi mà tuổi có trí khôn thì cô ta hướng tâm đến đời sống xuất gia. Và nhiều lần cô tiểu thư này xin song thân cho mình sống một đời sống vô gia đình trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, nhưng mà cha mẹ không có đồng ý. Khi mà đến tuổi cập kê, cô tiểu thư này xuất giá vu quy về nhà chồng. Và chẳng bao lâu cô tiểu thư này thọ thai. Tuy nhiên cô nàng chẳng hề biết được điều đó, cho nên vẫn làm vừa lòng người chồng rồi xin đi xuất gia. Một hôm ở trong thành Rajagaha có lễ hội, không màng đến cái thân xác của mình về trang điểm, mà cô ta chẳng tha thiết đến cái vấn đề lễ hội là gì nữa. Công tử là chồng lấy làm lạ mới hỏi nguyên nhân, thì cô ta bày tỏ nguyện vọng của mình là muốn được xuất gia. Công tử vô cùng hoan hỷ cho vợ của mình đi xuất gia trong ni viện. Nhưng mà lúc đó người chồng cho sắm sửa rất là nhiều lễ vật trọng hậu rồi đưa vợ mình đi xuất gia. Nhưng mà vì không biết cái tịnh xá ni ở đâu, cho nên đi ngay vào cái chỗ trú của các vị tỳ khưu ni mà thuộc cái nhóm chia rẽ tăng của Devadatta. Một thời gian sau, khi mà cái bào thai tăng trưởng, thì các vị tỳ khưu ni biết được mới hỏi rằng: này sư cô, vì sao mà có chuyện lạ như thế này? Thưa chư hiền tỷ, tôi cũng không rõ vì sao nữa, nhưng mà giới hạnh của tôi không có bị lẫm nhờ đầu. Các vị tỳ khưu ni mới đem chuyện này trình bạch với
đều qua đắc tá. Bạch ngài, cái vị tỳ khưu ni này xuất gia do đức tin, nhưng mà chúng tôi cũng không rõ vì sao mà cô nàng lại mang thai, giờ đây chúng tôi phải xử sự như thế nào? Đề quá đạt ta chẳng chịu suy xét kỹ lưỡng, chỉ nghĩ đến một điều là đừng có để tai tiếng đến chư ni trong cái trú xứ của ta là những người mà chính ta giáo giới cai quản. Cho nên Đề quá đạt ta nói với các vị tỳ khưu ni rằng các cô hãy đuổi cô nàng này ra khỏi trú xứ, phải sống thế tục đi. Nghe Đề Quan Đạt Ta nói như thế thì cái vị nữ ni trẻ này bạch với các vị tỳ khưu ni rằng: thưa chư hiền tỷ, xin các hiền tỷ đừng làm tổn hại đến tôi. Tôi không có xuất gia riêng với Đề Quan Đạt Ta. Xin chư hiền tỷ hãy đưa tôi đến ý kiến Đức Thế Tôn và trình bày sự việc này đến bậc đạo sư. Các vị tỳ khưu ni mới dẫn cô ta đến ý kiến Đức Phật ở tại chùa Kỳ Viên. Và khi mà sự việc được trình lên Đức Tôn thì ngài đã biết rõ rằng cái vị nữ ni này đã mang thai trước khi xuất gia. Và để làm sáng tỏ vấn đề này, Đức Phật cho mời Đức Vua Vasenadi, trưởng giả Anathap Tuỳnh Ca, ông Chù Lá Bình Đạt Ca, bà đại tiến nữ Huy Sa Ca cùng các vị đại gia vọng tộc khác, rồi ngài phán bảo trưởng lão Upa Lý này: Upa Lý, giữa hàng thị chúng hãy xét xử một cách minh bạch về trường hợp của tỳ khưu ni trẻ này. Vâng lệnh Đức Thế Tôn. Trưởng lão Upa Lý cho mời bà Visakha đến và giao cho bà thẩm nghiệm thời gian thọ thai cùng xác minh về giới hạnh của vị tỳ khưu ni này trước mặt đại chúng. Bà Visakha cho người che màn xung quanh, rồi tự thân bà kiểm tra từ tay chân đến rốn bụng của vị tỳ khưu ni trẻ và tính toán ra cái ngày tháng đầu thai, và biết được rằng vị Nico này đã mang thai trước khi xuất gia. Bà liền thông báo cho trưởng lão Upa Lý biết kết quả. Và lúc ấy, ngay giữa tứ chúng, trưởng lão Upa Lý đã công bố bản án: tỳ khưu ni trẻ này hoàn toàn trong sạch. Do cái tiền kiếp, vị Nico này đã có phát nguyện dưới chân của Đức Phật Padumuttara, cho nên thời gian sau cô ta hạ sanh một hài nhi và có một cái oai lực rất lớn. Một hôm, Đức Vua ngự đến tịnh xá tỳ khưu ni, bỗng nghe tiếng khóc của trẻ thơ. Đức Vua mới phán hỏi cận tướng rằng: này các khanh, cái tiếng gì vậy? Tâu bệ hạ, đứa con trai của tỳ khưu ni kia mới sanh, chính đó là tiếng khóc của con trẻ. Khi nghe như vậy, Đức Vua mới đem đồng tử ấy về hoàng cung giao cho các vua nuôi. Và đến ngay cái ngày lễ đặt tên thì đứa bé được đặt tên là Kassapa. Nhưng vì các vua nuôi săn sóc từ lúc ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành, cho nên các bà quen miệng cứ gọi là Kumara Kassapa, có nghĩa là ca diếp đồng tử. Khi mà chơi thể thao ở sân vận động thì cậu đã đánh bạc hết tất cả các trẻ khác và chúng thua, tức quá mới nói: chúng ta đã thua một kẻ không có cha, không có mẹ. Công tử Kumara Kassapa nghe như vậy, đi đến với Đức Vua Vasenadi bạch hỏi rằng: tâu bệ hạ, các đứa trẻ luôn bảo con là đứa không có cha, không có mẹ. Xin ngài hãy chỉ cha mẹ cho con đi.
À, các ngũ mẫu chính là mẹ của con đó. Nghe như vậy thì cô bé cả lại, không phải bấy nhiêu bà đó là mẹ của con hết. Mẹ của con chỉ có một bà mà thôi. Thiên bệ hạ hãy chỉ dùng cái bà ấy cho con. Chứ vua Pasenadi mới suy nghĩ, ta không thể nói gạt đứa bé này được. À, cho nên mới nói thật. Con à, mẹ ruột của con là một vị tỳ khưu ni. Trẫm đến tỉnh Xá Ni đó đem con về để nuôi dưỡng. Mà lúc bấy giờ cô bé bỗng phát sinh sự kinh cảm, suy nghĩ một cách chín chắn, mới nói rằng, xin phụ vương hãy cho con xuất gia. Lành thay con à. Và thế là đức vua cho sắp đặt một cuộc lễ rất là trọng đại và cho cô bé xuất gia với đức bổn sư. Sau khi thọ giới, vị sư trẻ này được gọi là Kumara Kassapa, tức là Ca Diếp đồng tử. Ngài thọ huấn đề mục chỉ quán nơi Đức Thế Tôn, rồi vào trong một ngôi rừng thanh vắng yên tĩnh để tinh tấn hành sa môn pháp. Nhưng mà không thể giác ngộ được chánh pháp. À, vị tỳ khưu này mới tính trở về đảnh lễ Đức Phật và xin thọ huấn đề mục hành thiền một lần nữa. Và trên con đường đi về thì ngài tạm an cư trong một khu rừng mù, tức là Anthawana. À, lúc bây giờ có một vị Phạm Thiên, nguyên là một vị tỳ khưu đồng hành sa môn pháp với trưởng lão trong thời gian của Đức Phật Kassapa. Vị đó đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, rồi sau đó được sanh về cõi Phạm Thiên. Từ Phạm Thiên giới, vị ấy mới xuống hỏi trưởng lão Kassapa 15 câu hỏi và tiễn trưởng lão lên đường và bảo rằng những câu hỏi này ngoại trừ bậc đạo sư ra không có một ai giải đáp nổi. Hãy đi về tìm được bậc đạo sư mà học cái nghĩa lý của những cái câu này. Tỳ khưu Kumara Kassapa làm theo lời chỉ bảo của vị Phạm Thiên và đắc quả A La Hán khi các câu hỏi vừa được giải đáp xong. Kể từ khi trưởng lão đã đi hành sa môn pháp trong rừng thấm thoát được 12 năm. Trong 12 năm đó, mẹ của ngài không thể nào ngắn được nước mắt khi nhớ đến con. Vì xa cách con trai nên bà buồn khổ, đang đi khất thực mà mặt đầm đìa nước mắt. Bỗng nhiên gặp trưởng lão Kumara Kassapa ở giữa đường, bà mừng quýnh, vừa chạy đến nắm trưởng lão, vừa kêu to lên, con ơi, con ơi. Bất ngờ, bà té nhào xuống đất, hai vú của bà tươm sữa ra dính vào y do sự xúc cảm quá mãnh liệt. Bà lồm cồm đứng dậy, mang cái y ước đó đến nắm lấy trưởng lão Kumara Kassapa. Ngài mới nghĩ thầm, nếu mà ta dùng lời dịu ngọt với mẹ ta thì bà ta sẽ hư hỏng chứ không ích lợi gì cả. Vậy thì ta nên dùng những lời nói cứng sẵn mà nói chuyện với bà. Và thế là trưởng lão Kumara Kassapa suy nghĩ như vậy, rồi làm nghiêm hỏi chắc bà tu làm cái gì vậy? Tại sao bà đã xuất gia rồi mà không thể cắt đứt được cái sự thương yêu? Tỳ khưu ni suy nghĩ, than ôi, lời lẽ của con ta sao mà chát chúa quá. Tuy nhiên bà cũng hỏi lại một lần nữa, con à, con vừa nói cái gì vậy? Trưởng lão của Mara Kassapa cũng đáp lại như trước, khiến cho bà tỉnh ngộ, nghĩ rằng ta đã không cầm được nước mắt suốt cả 12 năm trường vì lòng thương nhớ con. Nhưng mà con của ta nó vô tình quá. Thế ra đối với ta, nó lại tỏ ra cứng cỏi như sắt đá, chẳng nghĩ gì đến ta cả.
thế thì ta còn nuối tiếc nó làm cái gì? Bà suy nghĩ như thế rồi buông cái y của trưởng lão Kumarakasapa là đi trở về tỉnh thất, cố gắng quên đi đứa con vô tình, tinh tấn thành sa môn pháp, và lòng thương con không còn tha thiết như trước nữa. Nhờ áp chế được cái tình thâm mẫu tử, bà đã chứng đạt được a la hán quả trong ngày hôm đó. Một thời gian sau, các vị tỳ kheo bàn luận cùng nhau nơi giảng đường. Này các đạo hữu, tôn giả Kumarakasapa và trưởng lão ni có đầy đủ duyên lành như thế, vậy mà suýt nữa bị Devadatta làm tổn hại. Còn bậc đạo sư là nơi nương nhờ của hai vị ấy, thật là kỳ diệu thay. Lẽ thường chư Phật là bậc hằng tế độ những người hữu duyên trong thế gian này. Rồi với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhiên, Đức Thế Tôn nghe được sự luận bàn của các vị tỳ kheo, ngài ngự đến giảng đường và hỏi: Này các tỳ kheo, các ngươi đang bàn luận cái chuyện gì? Bạch Đức Thế Tôn, về trưởng lão Kumarakasapa và vị trưởng lão ni, Đức Phật mới nói rằng: Này các tỳ kheo, chẳng phải trong kiếp này ta là nơi nương nhờ cho hai mẹ con của Kumarakasapa, mà trong quá khứ hai người này cũng đã nương nhờ nơi Như Lai rồi. Thà sống với con hươu Nirodha chứ đừng sống với sa cá, thà chết với Nirodha còn hơn sống với con nai sa cá. Đó là một câu chuyện quá khứ. Và Đức Phật nhận diện bốn sanh rằng con nai sa cá trong quá khứ chính là Devadatta. Hội chúng của con nai sa cá đây là hội chúng của Devadatta trong hiện tại. Con nai cái nay chính là trưởng lão ni, còn con nai con chính là trưởng lão Kumarakasapa. Nay chúa Nirodha chính là đấng Như Lai vậy. Rồi tiếp theo đó, Đức Phật dạy cho biết là sau khi đoạn tình mẫu tử, trưởng lão ni tự mình đã khiến cho mình giác ngộ về chánh pháp. Này các vị kheo, người nào nương cậy cái khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời hoặc là sẽ chứng đắc đạo quả. Bởi vậy cho nên mình hãy là chỗ dựa của chính mình, tựa nơi kẻ khác. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 160 này. Quý cha chúng tôi đưa lên câu Phật ngôn 160. Atta hi attano na tho ko hi na tho paro si ya attana vasudante na na thằng lapati dun lap phần. Tự mình ý chỉ khác, nhờ khéo điều được ý chỉ khó được. Và khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì có nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoa. Ở trong câu Phật ngôn này, một cái từ nương nhờ na thô, cái từ na thô, từ này rất là quan trọng. Người nào tự mình nương cậy lấy chính mình, kiện toàn thiện pháp rồi, thì có thể siêu sanh về nơi nhàn cảnh hoặc là chứng đắc đạo quả, làm cho thấu rõ niết bàn được. Bởi vì người nói rằng cái tự ngã chính là cái chỗ nương, cái tự ngã chính là cái chỗ nương của mình. Và người khác là ai, xưng danh là chỗ nương của ai. Như vậy thì do mình khéo léo tự điều phục lấy mình mà chứng đắc thánh quả, là cái chỗ nương nhờ khó mà có được. Duyên sự câu Phật ngôn này cho chúng ta thấy rằng mẫu tử tình thâm 12 năm chẳng cách xa con, sư nữ trong chờ già héo hon, bóng gặp chào mừng sư lậu tận,
lời sư sao đắng tợ bồ hòn, nhờ minh sắc khổ đến kỳ cùng, mẫu tử tình thâm tự cáo chung. Sư nữ đắc ngay là hán quả, não phiền vũ sạch sống thung dung. Phật dạy mỗi người tự độ mình, lên trời hoặc đến cõi vô sinh, ngoài ta chẳng có người ta tựa, tự ta là nơi tựa tối linh. Alo, thấy rồi, duyên chữ chừng đó đó. Và bây giờ thời gian còn nhiều ha, chúng ta sẽ có ý kiến suy nghĩ về câu Phật ngôn này cho chúng ta bài học nào. Đây là tình mẫu tử ha, hồi thời kỳ Đức Phật. Còn bây giờ tình mẫu tử này có xuất hiện trong đời sống của chúng ta hay không, hay là khi mà cha mẹ vừa nằm xuống thì đã có sự việc xảy ra, cha tôi này đã quy tiên, chắc còn đó mà tiền để đâu, đại khái vậy. Thì quý vị nghĩ sao? Rồi, bây giờ ai có ý kiến nè? Ai có ý kiến? Xin mời ha. Alo, mời Huynh Hạnh Pháp đi. Huynh Hạnh Pháp hôm nay tiến bộ. Lên đọc rất là chuẩn. Rồi, Huynh Hạnh Pháp có ý kiến thế nào về câu Phật ngôn này? Rồi, xà thủ có sao nói vậy nha. Dạ, con xin kính chào quý sư, quý cô tu lễ và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, sư kêu con lên sớm quá, dạ, cũng có sao nói vậy thôi ạ. Cảm ơn thì con thấy đúng là này, đồng tử ca diếp này được sinh ra đúng một trong trường hợp đặc biệt ạ. Dạ, cái con ấn tượng nhất là cái cách xử lý của ngài trước mẹ mình, một cách mà rất có trí tuệ. Nếu mà ngày mà xử lý tình cảm theo người đời thì dễ nuông chiều và làm hư hỏng người mẹ. Giống như một câu chuyện mà con được nghe kể là về một ông thầy sư, là thầy sư cu. Hồi nhỏ vị sư này hồi nhỏ có người mẹ đưa trong đi mua mấy con cua về, mà đi dọc đường sư thấy có mấy con cua tội quá mới đem đi thả mất. Về đến nhà mẹ hỏi đâu rồi, thả rồi. Bà mẹ giận quá, bà đuổi, bà đánh. Ông sợ quá và ông chạy bỏ đi mất. Nhưng nhờ cái duyên sao mà ngày ấy đi xuất gia rồi bắt ra mấy tu tập tinh tấn và sau thành một vị cao tăng trụ trì ở một cái chùa, sau ngày mới quay về nơi quê xưa mà tìm mẹ mình để và ngày biết được bà đang sống rất cực khổ, và ngày đem về chùa mà không nhận đó là mẹ của mình. Ngài cứ âm thầm cho đó, để trong chùa rồi mà bắt đầu để bà quét dọn rồi phục sự chư tăng rồi tạo công đức. Một thời gian sau khi bà mẹ cũng đến ngày lâm chung, ngài biết được ngài đi mà ngài dặn dò, khi ta chưa có sự việc ngài đi, ngài dặn dò mọi người nếu bà ấy mất thì để đó chờ ta về. Đến khi đến ngày bà mất rồi, đợi khi ngày về, ngày nói là nếu nữ thí chủ này là mẹ của một người thầy mà đức độ thì hãy xin hãy cho cái hòm này được nâng lên. Và quả thật cái hòm nó nâng lên và ngài mới kể sự thật. Và con thấy cái cách ngài của cài đồng tử ca diếp này cử xử cũng giống như vị sư cua.
Nếu mà lúc ấy mà nhận mẹ mình thì người mẹ dễ sinh cái bản ngã là con thầy thầy này làm con của ta giỏi quá, rồi bắt đầu mới dễ sinh ngã mạn. Ngã mạn rồi xem thường các thầy thì chỉ lúc đó chỉ có nước gọi là họa cho bà ta, mà họa mà không lường trước được, chỉ có đọa xuống địa ngục thôi ạ. À, còn về tình mẫu tử thì trong đời này thì như cũng đa phần rất nhiều là người mẹ thì rồi người phụ nữ là mềm lòng dễ luyến ái với người con, nên gọi là khó mà có được trí tuệ. Một số người thương con quá sẵn sàng bất chấp làm mọi điều. Nếu người con mà nương chiều theo cái ý muốn của người mẹ thì người mẹ cũng không biết đó là điểm sai của mình. Trong bài học này thì con chỉ thấy ấn tượng và cái thấy phục ngài đồng tử Ca Diếp về cái cách xử lý như vậy thôi ạ. Con cũng có nhiều đó thôi ạ. Dạ alo, dạ sao thấy mọi người im ru quá vậy? Dạ cho con xin bổ sung một chút nữa là cái tự trong đây là tự mình ý chỉ mình thì đúng là chỉ có mình thì nương tựa vào chính mình, chứ còn nương tựa vào người khác thì nhiều niềm vui khác như trong cuộc đời. Đôi lúc mình một số người vui vầy với bạn bè rồi vui hay vui vẻ với, tức là niềm vui của họ dựa dẫm vào những người bạn, đến một mai mà rồi vô thường xảy đến thì những người đó cũng đến mất đi thì lúc đó thì không còn nơi để nương tựa vào cái những niềm vui đó thì sẽ tự chuốc lấy đau khổ hay ạ. Còn việc mình nương tựa thì chỉ mình an trú mình tự biết thì dù có mọi dù hoàn cảnh xung quanh có xảy ra tác động từ thế nào thì mình chỉ nhận chân được sự thật đó là điều tất yếu tự nhiên xảy ra thì mình sẽ an vui với điều đó, an bình thản với điều đó. Vậy thì chỉ có mình tự đem niềm vui đến chính mình thì mới đó là niềm vui vững chắc ạ. Còn nương tựa vào trông cậy vào bất cứ ai thì cũng dễ đến một ngày nào đó thì cũng khổ đau cũng sẽ đến chính mình và cũng hại chính mình thôi ạ. Có ai có ý kiến gì thêm mà xin đạo tràng bổ sung cho con ạ. Sao hôm nay im lặng quá, dạ con xin trả mít lại ạ.
Con xin kính chào sư Duy Đức, sư Phước Sang, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe tính, có nghe âm thanh tôi rõ không à? Cảm ơn hành pháp và Meta. Trời ơi, mời cô Meta lên đây. Cô có nói cái này không, cô Meta? Cô lên nói trước đi. Để bây giờ còn tới nửa tiếng, hơn nửa tiếng lận. Để im ghê vậy. Ok, để vậy không thôi, để con chia sẻ. Ủa, cô kinh thấp của mình mất tiêu rồi. Đây. Ok. Câu kinh pháp cú này trước hết cho con xin đọc lại ạ. Atta atta hi attano na tho kho hi na tho paro si ya attana wasu dan te na na thằng lapati dun lap thằng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Trong câu kinh pháp cú này, cái chữ mà Đức Phật nhấn mạnh vô tức là cái chữ su đăng tê ná. Su đăng tê ná tức là su là tốt đẹp, đăng tê. Đăng tê là tự mình làm, mình điều phục mình. Yeah. Thì mình khéo léo tự điều phục, tự làm mình. Tức là cái điểm chánh đó. Tại vì nếu mình khéo điều phục mình thì mình sẽ tự biết rằng mình phải làm cái gì để mà tạo điều kiện. Trong câu chuyện này cũng có một chuyện rất hiếm. Một người mẹ lúc nào cũng muốn đi tu hết. Tức là một người con, sanh ra người con thì từ nhỏ do người khác nuôi. Mà tới 7 tuổi là đi tu, tới 19 tuổi thì đắc A-la-hán. Thì một chuyện này cũng có nhân duyên nhiều hết rồi. Nhưng mà trước khi mà cái vị người mẹ này á, tức là vị Tỳ Khưu Ni á, mà đắc A-la-hán á, thì ta cũng vẫn là một người đàn bà bình thường, rất thương con cái của mình. Nhưng mà cái tâm hồn muốn đi tu vẫn mạnh hơn. Nếu mà bà mà thương con cái, quấn quýt với con cái thì bà đã không có đi tu. Nhưng mà nếu mà bà, khi mà bà vô tăng ni rồi, tăng đoàn rồi, thì bà biết mình có thai, nhưng mà bà vẫn giữ ý định bà đi tu. Bà cũng không chịu về nhà với chồng để mà sanh con nuôi cũng đi tu. Nhưng cái sự cản trở của bà không được thành đắc quả cái gì sớm. Tại vì cái lòng thương tiếc, cái lòng quyến luyến, cái tự ngã con tôi, con của tôi không biết vợ làm sao nữa. Và cứ nằm mà mình mong chờ con mình để mình được ôm ẩm nó, thì đó là một tâm lý bình thường của tất cả người mẹ. Ngay cả con mèo, con chó nó cũng vậy. Con cọp cũng vậy, nó giữ con elephant, nó, con voi nó cũng vậy thôi. Nó sinh con nó ra là muốn bảo vệ con nó. Thành ra giữa hai cái điều đó, nhưng mà cái sự mà mong muốn đi tu tức gia sống đời không có gia đình thì vẫn mạnh hơn. Nhưng mà cái niềm mà không có được bồng con hay nhìn con mình, tại vì lúc mà bà sanh đứa nhỏ ra thì đã được vua Pasenadi đem đi để mà nuôi, tại vì một người nữ mà vô tăng đoàn mà có con thì đâu có được. Nhưng mà lúc đó bà vẫn không chịu đi ra tăng đoàn, bà vẫn tiếp tục tu trong đó, mặc dầu cái sự thích và cái sự cản trở về cái lòng mẹ đó, thì cái sự đi tu của bà ta vẫn mạnh hơn. Thành ra bà ngồi bà chờ. Nhưng mà cái người mà cứ âm muốn một đứa con mình, họ lúc nào họ cũng muốn nhìn thấy con mình lớn thế nào vậy đó. Nhưng mà cái vị sư trẻ này lúc 7 tuổi đó thì đã xin đi tu rồi. Thì trong thời đó mà có Đức Phật, ai mà xin đi tu thì rất là tốt, ai cũng là hoan hỷ hết. Cả chính là một vị vua Pasenadi thì
bà này sao đi không? Dạ, thì ông này là đưa nuôi một đứa trẻ này mà thấy nó đòi đi tu, lúc nó 7 tuổi thì ổng mừng rồi, trời tốt quá cho đi tu liền. Thì vị sư này lúc từ nhỏ thì sống trong cung với những người mà vú mẫu do trong hoàng cung nuôi, thì anh ta cũng chơi với những công tử, những cái khác, nhưng mà với một người có trí tuệ đã nhiều đời tu tập thì cái gì làm cũng tốt, cũng giỏi hết. Thì mấy người kia nó ganh tị, nó mới nói mày không có cha có mẹ gì hết trơn, nó tức quá nó tìm cái điều yếu ra nó nói ra thôi. Thì đó là sự đời ơn thường, khi mà mình thua người ta cái gì đó là mình moi móc, mình coi cái chỗ yếu nào của người ta thì mình moi ra mình nói, mà mình không có nghĩ lại tự mình không có cố gắng mình còn yếu kém cái gì, mình cố gắng cái đó thì tốt hơn. Thì nhưng mà cái chờ nhờ cái duyên này, cái tiền thanh duyên này, thì cái đứa bé 7 tuổi thì xin đi tu, thì đi tu, từ lúc đi tu là lấy cái đề mục đi vô trong rừng xa luôn. Là tới 12 năm sau, tức là bà mẹ này, từ lúc đẻ con biết nó giờ làm sao, không biết nó lớn như thế nào. Đủ thứ thì dĩ nhiên cái người mẹ, cho dù người ta cũng phải biết, nó được ngu ngu nhưng mà đủ lớn cỡ nào, mặt giống nào, chẳng hạn cũng hơi tò mò. Với lại cái lòng mẹ thương con á, thì nó khó chứ lắm. Thành ra, tại vì bà dướng mắt đó, thành ra mặc dù bà đã đủ ba la mặt rồi nhưng mà không có được ngũ căn ngũ lực của bà không có cân bằng, thành ra bà không có đắc gì hết. Khi mà người con này, tức là vị trưởng lão Kumara Kassapa thì đắc a la hán, thì trở về, trên đường trở về thì gặp, thì bà mẹ này nghe tin nó đón con mình ra để dòm mặt con mình. Thì bao nhiêu năm, 19 năm từ lúc sanh con mình ra, không kèm nổi, đó là muốn nhìn đứa con mình thế nào thì bà ta đâu có biết. Bây giờ con của bà là một vị A-la-hán rồi, thì bà cứ nhào vô, bà quỳ chân bà ấy, bà đứa con ơi, thì người khác cảm động ấy. Nhưng với tâm của một vị A-la-hán không còn cái tự ngã, không còn bản ngã nữa, ngài coi tất cả chúng sanh đều là một sự khổ cần phải giúp đỡ thôi. Cho dù người đó là mẹ mình thì ngài sẽ càng giúp đỡ hơn nữa để đền ơn người mẹ đã sanh ra cho mình. Và cũng là làm nhiệm vụ của một vị Phật thanh văn cứu giới chúng sanh. Thì thay vì nói lời dịu ngọt hay gì thì làm cho bà này liếm liếm lụm bụng nó, bây giờ gọi là thuốc đắng giả tặc. Ông quạt cho một câu cho bà dứt tình dứt nghĩa luôn, tại vì dứt nghĩa ha. Với một cái trí tuệ của một người, một vị a la hán thì ngài sẽ có độc tâm xuyên suốt của một người rất là dễ dàng, nhất là cái người bình thường như vậy. Thì ngài mới cho một bài thuốc đắng, ngài rất là lạnh lùng với mẹ của ngài. Ngài nói một câu làm cho bà đi thất chí đi, tức là ngài nhắc là cái bổn phận của bà đi tu để làm cái gì. Đi tu để diệt bỏ tham sân si, đi diệt bỏ những phiền não, diệt bỏ những cái bám víu cho mình, tức là những kiết sử đó. Bà không làm thì bà đi tu làm cái gì? Thì chính cái này thức tỉnh vào tiềm thức của bà, cái là bổn phận của mình đi tu tránh khỏi phiền não mà tại sao mình dính với cái con. Nhưng lúc đó thì nó lẫn lộn, bà lại nghĩ rằng đứa con mình sao nó không có thương mình, nó không có hiếu mình, trong khi mình nhớ mong nó vậy mà sao nó kỳ á. Thì bà tự nhiên cái tâm sân mới nổi lên và tức giận. Thì bà từ tức giận đó thì là một tâm bất thiện. Nhưng cái tâm bất thiện đó, nó làm cho bà có một tâm thiện, tức là bà không có cần nhớ nó nữa, mãn thương tao nữa, tao không nhớ nữa, tao tự tao lo cho mình. Thì cái từ cái chữ mà pháp cộng với mấy câu sinh viên nói vậy thì bà làm, thì bà được làm cái pháp thiện, tức là bà lo cố gắng bà quay trở về cái phận sự nhiệm vụ của một người tỳ khu ni, là phải tu tập tinh tấn, gom tâm và thanh tịnh, đừng có dướng mắt, bỏ đi tự ngã mình. Chính đó thì những cái câu những cái tiền sinh viên, một cái câu sinh viên của cái người con là một vị a la hán đánh động thức tỉnh cái tâm của một người đã đầy đủ ba la mật rồi. Bà về bà hành thiền, bà này bà về bà hành thiền thì bà đắc a la hán trong ngày đó. Thì những cái chuyện này là có những người nghĩ rằng nó thần kỳ, nhưng mà đối trong cái thời mà những vị Phật, mà những người mà có trong giáo pháp thì đã nói rất nhiều, những người đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp
nhiều quá chừng quá đổi rồi nó chín mùi, nó mùi rượu luôn nữa. Nó nếu mà ông, như là trái cây mà nó chín mùi rượu rồi, không ai hái, không ai động thì nó cũng tự rụng xuống thôi. Thì cái cơ duyên đó thì người người mẹ nhờ nhờ người con là một vị A-la-hán giúp đỡ để nhắc nhở, làm động lực để cho bà đắc A-la-hán, để cả hai mẹ con đều giải thoát hết. Tức là trong nhiều nhân duyên họ đã từng giúp đỡ với nhau, họ đã nương tựa với nhau, nhưng mà cuối cùng là vẫn câu là chính mình phải làm tự hoàn đảo của mình để mà nương tựa với mình. Giống như ngài thị giả của Đức Phật là ngài Ananda, thì lúc mà Đức Phật nhập niết bàn thì ngài ấy chỉ mới là đắc sơ đạo sơ quả thôi. Thì các vị A La Hán mới thấy ngài giỏi giống vậy mà không chịu tinh tế, có lẽ là ngài cũng dễ vui một chút, không có cố gắng hay một cái gì đó. Thì cái sự hiểu biết của ngài nhiều quá, nhiều khi làm phân đi cái ngũ lực ngũ quyền của ngài. Thì các ngài A La Hán chứ là ngài Kassapa, ngài Diếp mới, nếu mà ông không có tu tập, không có đắc A La Hán, đừng vô kích kinh tạng gì hết, ở ngoài đi. Các vị đã vô trong trong hang, đóng cửa hang bích rồi thôi. Thì mấy ngày đó mới nói, nếu mà đắc A La Hán muốn vô đây được thì phá cái cửa động đi thì mới vô được. Thì ngài Ananda về phải lo tù quá trời, ngồi hành thai môn pháp đủ thứ, hành tùm lum hết. Nhưng mà cái sự cố gắng của ngài á thì nó quá tinh tấn, thành ra nó làm không có cân bằng cái ngũ lực ngũ quyền của ngài. Nhưng mà cuối cùng cái ngài nói mệt quá, đi nghỉ một chút, ngài mới từ từ nằm xuống. Khi mà ngài từ từ nằm xuống thì cái sự tinh tấn của ngài nó giảm đi, rồi cái sự đó thì nó cân bằng ra. Ngài đắc luôn ba quả luôn một lượt, tức là nhị đạo, tam đạo, rồi A La Hán luôn. Ngài đắc luôn trong lúc này nằm đó, là một trường hợp rất đặc biệt. Mình nằm xuống, tôi ngã mình nằm xuống mà đắc liên tục luôn ba cái thánh đạo. Thì lúc mà đắc A La Hán rồi thì ngài dùng thần thông chui vô cái hang, phá loan chui vô cái hang đó. Thì mới có cuộc tết tập kinh điển lần thứ nhất với đầy đủ hết. Vì ngài đã thông nhớ hết những điều Đức Phật dạy, và ngài còn yêu cầu Đức Phật nói lại những điều mà trước khi ngài gia nhập tăng đoàn. Thành ra trong trí của ngài đầy đủ hết cái kết tập kinh tạng lần thứ nhất, là một kết tập rất đầy đủ, không thiếu gì hết. Thì trong khi con chia sẻ bản này thì cái câu mà mình phải tự khéo điều phục mình đó là điểm chánh nhất tất cả, cho gì người này nói hay làm cái gì giúp này cái kia, nhưng mà tự mình mà mình không có chịu lo cho thân mình không chịu tinh tấn, không cố gắng, không kiên nhẫn, thì người ta nói cách gì cũng vậy thôi. Giống như nước đổ lá môn, đổ bao nhiêu nước thì nước tràn ra bấy nhiêu. Thì trong câu này thì cái câu này rất là quan trọng, là mình phải tự khéo điều phục của mình, tức là yểm chuyển trong từng thời, cái thời nào làm gì phải làm đúng như vậy, lúc nào cũng phải siêng năng. Nếu mình gặp cái chuyện này mình không thể làm được cái việc mỗi ngày mình hành thiền, thì mình cố gắng làm những việc đó xong rồi mình sẽ làm trong lúc mà khi mà mình có cơ hội, rồi trong cái tâm lúc nào cũng làm đó, thì đó một sự tinh tấn rất tốt. Nhiều khi công việc trong hàng ngày thì mình phải làm cái gì, hay những cái việc khẩn cấp, con cái trong gia đình nó cần với con mình, những cái giờ này mình phải đi hành thiện hay mình học, thì trong gia đình có chuyện thì mình phải bỏ cái đó, mình đi lo cái chuyện đó xong rồi mình trở về mình làm. Đó là một sự không khéo, chứ không phải bỏ cái chuyện đó mình lo cái chuyện này không, thì cũng không có đúng. Tức là trong cái tâm mình lúc nào cũng nghĩ tới cái việc mình phải tu, phải dứt bỏ cái gì, còn cái việc mỗi ngày mình làm, nhưng mà trong cái tâm mình phải nhớ. Thì theo như con nghĩ đó là một sự khéo léo, tức là mình khéo thu xếp những công chuyện hàng ngày cũng như cái việc của mình ham muốn, là mình tu hành để đạt những đạo quả nào mình muốn hay những thành tích nào đó. Thì đó là một sự khôn khéo, một sự lựa chọn và một sự làm đúng lúc đúng thời. Con nói vậy cũng đủ rồi. Và khi trong khi mà con chia sẻ, nếu có những điều gì sơ sót
Con xin các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử trong đạo tràng cho biết để chỉnh sửa. Và con xin mời cô Mít Tạ Hai Văn Nhiệt Hạ, hai các sư, sư Pháp Thân Pháp Mạng, hai các những người ở trong đạo tràng. Không biết vô chưa nữa, thì mời lên chia sẻ góp lại những ý kiến của mình để cho trong đạo tràng người ta hiểu được mình biết cái gì, những điều mình biết, những điều mình hiểu cái gì thì nên chia sẻ để cho trong đạo tràng để học hỏi thêm một chút, cũng như đạo tràng cũng có thể biết mình nói cái gì, có gì sai để đạo tràng góp ý cho mình, thì đó là một cái điều rất là tốt. Dạ, hai dân đức hạ, hai các sư, hay bất cứ người nào xin cầm máy đi cho ý kiến của mình, tại vì bây giờ nó cũng còn giận hạ. Mà sư thấy lúc này sư hơi mệt á, lúc sư đọc sư hơi mệt, động chứng khỏe cho sư già lắm rồi đó, bảy mấy tám mấy tuổi rồi đó, mà sư còn phải lo diễn chùa rồi dạy học nữa, thức sớm, thức khuya dậy sớm cũng khổ, cho gà chó ăn vừa chó sủa của gà gào. Tức là sư có nhiều chuyện làm lắm. Dạ, con xin trả máy, xin mời quý vị kế tiếp nha. Đừng để cho đạo tràng thôi, bảo ơi, 70 tôi xá mấy mà tôi mệt, nó chết luôn vậy đó, ngồi học không cũng mệt nữa. Không biết, con xin mời sư đi, cô Mít Tà nói cho sư, nhưng mà thấy mấy sư ít khi nào sư lên chia sẻ lắm, con mời các sư đi, sư Pháp, sư Phước Thạnh, sư Phước Sang hay sư Núp Lùng gì đó, không biết, con xin mời các sư lên trước nha. Và con xin trả máy, chúc các quý vị, các sư trong đạo tràng được một ngày ăn vui và may mắn, con xin trả máy là. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính thỉnh quý sư lên chia sẻ thêm cho chúng con. Dạ, con không thấy vị sư nào hết. Dạ, thôi thì bây giờ trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin chia sẻ chút ít ý kiến của con thôi. Con thì về Phật Pháp con cũng còn hiểu biết còn yếu kém lắm. Dạ, thì con mới tiếp cận được giáo Pháp của Đức Thế Tôn theo Nam truyền thì cũng gần 5 năm. Dạ, từ năm 2017 đến nay thì tháng 8 năm 2017, và năm nay thì cũng gần đến tháng 8 năm 2022. Dạ, thì câu Pháp Cú 160 này, nãy giờ sau khi con nghe Ngài Trí Đức nói về tích sự của cái câu này, và sau khi nghe lời chia sẻ của huynh Hạnh Pháp, rồi lời chia sẻ của cô Kim, thì con ngồi con suy nghĩ mãi thôi. Con thấy là qua cái câu này đó, thì về tích sự thì con thấy là bà Thánh Ni cũng như là cái ngày
ngày gì để con coi tên rồi con bây giờ con hay quên lắm. Dạ. Con coi cái ngày này con cũng không nhớ tên nữa. Dạ, mới đây đâu mất rồi. Dạ, con cũng không thấy à. Con nhớ, không biết có đúng không? À, ngài trưởng lão này là cố Má Ra Cát Sa Bá. Dạ, không biết có sai hay không. Trí nhớ con bây giờ càng ngày càng kém. Dạ, để con coi lại coi. Mắt thì cũng kém, muốn coi phải mang kiến đâu quý vị. Cú Ma Ra Cát Sa Bá. Dạ, cảm ơn cô Kim. Dạ. Thì con thấy là qua cái câu pháp cú này, con suy nghĩ là bà Thánh Ni này và vị trưởng lão này quá nhiều cái phước báo ở kiếp đời trước. Cho nên ở kiếp này, bà Thánh Ni này vào lúc đầu đi lấy chồng, rồi một người phụ nữ, nhưng mà bà tâm bà chắc bà lúc nào bà cũng gặp được một người chồng tốt, vậy báo bà đến, cho nên cái người chồng cũng đồng ý cho bà đi xuất gia. Ở ngoài xã hội đời nay á, có nhiều khi phước báo mình ít mà cái người chồng hoặc người vợ của mình cũng không muốn, cũng trì kéo mình lại, hoặc là con cái cũng trì kéo mình lại, không cho mình thực hiện theo cái ý muốn của mình. Nhưng là đây thì bà Thánh Ni này, bà cũng có một cái phước báo quá nhiều, quá là nhiều, cho nên là bà được cái duyên, thuận duyên là bà được người chồng cũng đồng ý cho đi xuất gia. Dạ. Rồi bà mang thai, rồi bà vẫn được xuất gia, và cũng may mắn là cái gì cũng thuận duyên. Rồi bà gặp ông Đê Hoa Đát Tá lại cản trở, đuổi bà đi. Rồi bà cũng được gặp cái duyên nữa là gặp được Đức Thế Tôn. Và rồi thì cuối cùng bà cũng qua được. Rồi bà cũng được toại nguyện là bà cũng ở lại tu. Rồi bà hạ sanh ngài trưởng lão. Rồi cuối cùng thì con thấy ở đây thì đúng là như cô Kim nói là bà thì bà là người tu hành mà bà đã tu như vậy rồi, nhưng mà vì cái tình mẫu cỡ tử thì người phụ nữ thường là hay yếu mềm. Ở ngoài xã hội cũng vậy, người phụ nữ hay yếu mềm, thường hay siêu lòng đối với con cái. Nhiều khi con cái nó năn nỉ rồi nó này kia, thì người mẹ cũng có những người cứng rắn là khéo dạy con, nhưng mà cũng có những người là vì siêu lòng mà chiều theo con rồi làm cho con mình hư hỏng. Con thấy cũng có rất nhiều trường hợp mà người mẹ vì siêu lòng, vì không có cứng rắn, không có tự chủ được, không có khéo dạy con, thành ra làm cho con nó đi đến chỗ hư hỏng. Thì trường hợp này ở ngoài xã hội cũng có, chứ không phải là không. Và con cũng kiểm tra lại bản thân con, thì con cũng có những cái yếu mềm đó.
mà cũng may là đứa út của con á, thì nó không có hư hỏng thôi, chứ con cũng đã nhiều lần con cũng chiều theo nó rồi, con cũng quá thương nó rồi, cũng không có cứng rắn rồi, cho nên sau này, mãi tới sau này thì nó cũng có những lúc nó cũng không tự nó vươn lên được, thì lúc đó thì con thấy cũng muộn rồi, nhưng mà cũng may là nó cũng không có hư hỏng gì và nó cũng đã nên người. Tới bây giờ đó, con kiểm điểm lại chính bản thân con thì cũng là một người phụ nữ yếu đuối. Dạ, thôi bây giờ con nói về ý nghĩa của cái câu Pháp Cú này là Đức Phật đã dạy là tự mình, qua lời dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khó được. Dạ, Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dịch như vậy. Thì con thấy là đúng là tất cả cái gì cũng phải tự mình, tự bản thân mình lo, tự bản thân mình học tập, tự bản thân mình làm việc, tự bản thân mình tu tập thì mới được, chứ mình dựa dẫm vào người khác thì không có tốt. Bởi vì tự mình làm, tự mình học tập, tự mình tu tập thì cái đó là của mình, thì mình sẽ mang theo đến khi cuối đời thôi, và mà mình mãi mãi mang theo. Chớ của người khác, mình dựa vào của người khác thì đâu phải là của mình đâu. Thì đến khi mình rời cõi đời này thì cái đó là của người khác, thì mình không có gì hết, thì mình ra đi tay không thôi. Này, tự mình làm, tự mình học, tự mình tu thì mình mới có được cái tài sản của mình, có được của mình để mà mình mang theo. Thì con thấy là cái câu Pháp Cú này nói lên cái ý nghĩa là như vậy. Cho nên con rút ra cái bài học là bây giờ thì tuổi con thì cũng sắp sửa là vô thường, cũng sắp đến rồi. Thì bây giờ con phải tận dụng đủ mọi lúc, mọi nơi, hay là tận dụng mọi thời gian để mà tu tập. Bây giờ thì con không còn làm gì nữa rồi, không còn làm việc để tạo ra tiền của tài sản gì nữa. Con đã yên cái thân rồi thì bây giờ con lo tận dụng để mà tu tập, để có được chút nào đem theo chút nấy. Và ngoài ra thì muốn như vậy thì mình phải tự điều phục mình. Mình phải biết là tự mình thu thúc cái lục căn của mình, và để mà mình tu tập, để mà mình tạo được cái nhiều thiện pháp, và mình dựa theo 10 điều thập thiện đó để mình tạo thiện pháp để mà mình có, mình mang theo. Và ngoài ra thì con rút được một cái bài học là nếu chúng ta là người phàm nhân thì chúng ta làm cha làm mẹ thì chúng ta phải biết dạy con như thế nào, cố gắng dẹp bỏ những cái mà tình thương hay là những cái điều mà không đáng, để mà mình cố gắng dạy con cái của mình, tạo cho nó phải biết tự thân của nó, lo lấy nó để nó đứng lên, chứ không có, nó không có phải mà nó cứ dựa dẫm vào cha mẹ, rồi ý vào cha mẹ có của có tiền, rồi nó không có lo học tập, nó không có lo làm việc. Thì chúng ta làm cha làm mẹ phải nhớ là dạy con cái như thế nào để tự thân nó đứng lên, tự nó lo lấy thân nó. Dạ, thì qua lời chia sẻ của con thì con chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thì con cũng kính cảm ơn
quý vị trong đạo tràng đã lắng nghe. Và nếu có cái điều gì mà không đúng, có điều gì sai trái thì xin chỉ dạy cho con ạ. Dạ bây giờ thời gian cũng không còn bao nhiêu nữa, thôi con kính trả mic lại cho đạo tràng ạ. Sa thú kính cảm ơn cư Metta. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Con thành kính lãnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn cô Kim, cô Metta cho Như Pháp biết đường tích hiệu. Con thành kính lãnh lễ, con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Như Pháp kính chào đạo tràng. Dạ, tại hôm nay ngài Chí Đức có việc đi rồi rung rồi, giao rung đợi cho Như Pháp nên Như Pháp chạy vào. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, Như Pháp không biết còn vị nào chưa ôn bài không? Dạ, tại vì nãy giờ là Như Pháp không có trước máy, nghe ngài nhắn thì chạy trở lại thôi. Thành ra vị nào chưa ôn bài thì xin đưa bàn tay. Thi Na ôn bài chưa? Thi Na ơi, câu hạnh kiểm. Ồ, còn Thi Na phải học vậy là đúng rồi. Thi Na ơi, đưa bàn tay lên. Thi Na ơi, đưa bàn tay lên đi rồi Như Pháp quét bài cho Thi Na ôn bài nha. Con kính lễ Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ thưa con kính đảnh lễ ngài. Con vô trải, con xin phép được ôn bài lại. Atta hi atta nu na tu ko hi na tu paru si ya atta na wasu dante na na thang la phati tu la phang. Tự mình y chuyển mình, nào có y chỉ khác. Nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khỏi được. Dạ. Con xin phân tích trường âm và đoạn âm. Atta hi atta no na tho, kho hi na tho paro si ya. Dạ. Là trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, hi là đoạn âm, at là trường âm nhấn, ta là đoạn âm, no trường âm thông thường, na trường âm thông thường, thô trường âm thông thường, khô trường âm thông thường, hí đoạn âm, na trường âm thông thường, thô trường âm thông thường, tá đoạn âm, rô trường âm thông thường, xí đoạn âm, gia trường âm thông thường, atta hí atta no na thô, khô hí na thô, pa rô si ya. Câu 3 và 4. Atta na wa su dan te na na thang la pha ti tu la phần. Át trường âm nhấn, tá đoạn âm, na trường âm thông thường, quá đoạn âm, xú đoạn âm, đanh trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, ná đoạn âm, na trường âm thông thường, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, lá đoạn âm, phá đoạn âm, tí đoạn âm, đun trường âm nhấn, lá đoạn âm, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Atta na wa su dan te na na thang la pha ti du la phang. Atta hi atta no na tho ko hi na tho pa ro si ya. Atta na wa su dan te na na la phang la pha ti du la phang. Dạ, tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình, được y chỉ khỏi được, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thưa, qua câu pháp cú này thì với cái suy nghĩ hạn hẹp của con xin phép được chia sẻ. Thì sống thì con nghĩ mình phải biết tri ân và biết ơn. Đối với bậc làm con thì hoặc là đối với người nhỏ thì phải biết tri ân người lớn. Dạ, thì mình làm trong khả năng mình để mà với những tất cả tâm thiện
giống như đối với ông bà cha mẹ thì mình phải biết là báo hiếu, làm con thì phải biết báo hiếu với cha mẹ, làm cháu thì cũng phải biết báo hiếu với ông bà. Còn nếu mà đối với học trò thì cũng phải biết tri ân những người thầy đã dạy mình. Thì cái đó là bổn phận của cuộc sống đời thường của mình. Trong khả năng mình biết tri ân và biết ơn, để mà nếu mà không nương tựa những người ông bà cha mẹ hoặc là những bậc thầy đã dạy mình thì mình không có được như hiện tại. Thì đó là cái suy nghĩ của con qua bài học này. Nương tựa để mà mình biết, để mà mình chỉnh sửa và sửa đổi mình, và biết và sau đó thì mình phải biết mình đang làm gì, và qua những lời chỉ dạy của những bậc thầy đã đi trước, cũng như nương theo những gương của ông bà cha mẹ mình và những bậc thầy đó, để mình biết tu sửa, chỉnh sửa bản thân mình lại, để mà nhìn lại bản thân mình, cái gì sai thì mình chỉnh sửa, và cái gì tốt thì mình nên học hỏi theo. Và nương tựa đó, nếu mà không có những cái bậc lớn mà đi trước thì mình không thể nào mình biết được mình như thế nào. Dạ, thì ban đầu mình phải nương tựa, nhưng mà sau rồi thì cũng do cái duyên nghiệp của mình nữa. Nhiều khi đủ duyên thì mới vẫn còn tiếp tục với nhau, còn hết duyên thì hết. Còn cái nghiệp của mình, nếu như đời trước mình đã làm cái gì sai thì cái đời này thì gặp những chướng ngại thì có như là cũng là một cái mình học hỏi, mình phải biết chấp nhận để mà mình vượt qua những cái khó khăn mà mình phải đương đầu. Dạ. Thì và cũng như là nếu mà khi chưa biết đạo thì con cũng dính mắc rất là nhiều, nhưng mà lúc nào cũng hỏi tại sao, nhưng mà sau này học thì mình biết là mình nên chấp nhận những gì xảy ra đối với mình chỉ là là duyên, là nghiệp của mình thôi, nhưng mà cũng không phải mà vì đó mình đổi thừa hết mọi thứ vì nghiệp. Mình cũng phải biết quay về chính, tự nương nhờ bản thân và tự vượt lên. Dạ, con chỉ có chút xíu chia sẻ như vậy thôi. Con kính dạ thưa con bên đây đang lạnh lắm, trời mưa lạnh quá, con bị cảm rồi. Dạ, dạ con kính tri ân ngài. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ đã luôn luôn sách tấm cho chúng con để mà nương nhờ đến. Dạ, thưa con xin hết. Con kính gửi biết lại cho con kính, con có nói gì sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ, con kính tri ân ạ. Xà thu, Di Na Na giỏi quá. Bệnh rồi mà cũng cố nói được. Nói rất giỏi phải không Giang Nhật Hà? Rất là giỏi. Xà thu, thấy Di Na trên đời rồi nha. Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ, bây giờ thì con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng để chứng minh cho đạo tràng được học. Dạ, Như Pháp kính cảm ơn quý bà quý cô tu nữ, kính cảm ơn với anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng để học, để cho cái rơm Phật giáo Nam Truyền còn được tồn tại. Rất mong rằng tất cả quý ngài cũng như quý vị trong đạo tràng học hỏi được những cái gì gọi là chánh pháp, còn cái gì mà râu ria, rễ rắm thì
xin hãy bỏ qua. Và cái gì chánh pháp thì mình nên học. Bất cứ một vị nào, dù tăng hay tục, mà vì đó mình nhìn thấy được cái hạnh và mình nghe, lắng nghe điều gì gọi là chánh pháp của Đức Thế Tôn để lại thì mình học. Còn dù tăng hay tục đi nữa mà mình lắng nghe mà mình thấy không nên học thì cũng phải bỏ qua. Không phải là tăng hay là ni là điều đáng học hết đâu nha quý vị. Dạ, mình chỉ học chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bích Thai giá, và một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cáo ấm ơn đạo tràng. Và bây giờ thì theo lời của ngài Chư Đức giao lại thì con xin phép được khép cửa rừng. Nam mô Bích Thai giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính chúc quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh. Như pháp kính chúc đạo tràng luôn an vui theo chánh pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Nam mô Bích Thai giá, và con xin phép được xuất mít, và con cũng xin phép được khép cửa rừng mặt.